là các tìm hiểu về các khái niệm này là như thế nào? Có thể hiểu một hai khái niệm thôi cũng được, chứ không cần phải nhất thiết là hiểu hết cả bốn khái niệm. Thì các team cho thầy ý kiến, chưa các team hiểu như thế nào và để chia sẻ cho thầy và các bạn. Rồi, team nào có ý kiến cho thầy ý kiến đi. Dạ vậy em xin phép ạ. Thì đối Đấy, với trước khi mà bây giờ trước khi mình nói á, là nói cho thầy biết là mình thuộc team nào nha, để thầy xem các hoạt động của các team mình đó. Rồi. dạ em bên em là thuộc team 3. Rồi, team 3. Đối với em sau khi tìm hiểu qua thì những cái kế hoạch đây là những cái phương gọi là quy ước về test tùy thuộc vào cái mức độ, tức là ở đây có test ở ở company level thì sẽ có chính sách test policy, thì nó sẽ là những cái quy định chung chung về công việc test dành cho tất cả các project. Ở đây em sẽ hiểu là một công ty sẽ có rất là nhiều project thì tất cả các project sẽ phải có cái quy tắc test chung như vậy. Và sau khi em tìm hiểu thêm về test strategy thì sẽ hụt về bên project, tức là toàn thể công ty sẽ áp dụng test policy, còn test strategy sẽ dành cho một cái project trong rất là nhiều project đó. Và phía dưới sẽ có những cái test plan, thì em đối với em thì trong project thì sẽ có nhiều phần giai đoạn.
thì mỗi giai đoạn sẽ không thể nào có những cái phương pháp test giống nhau được, cho nên mới có cần những cái kế hoạch test như hai cái ở dưới. Và đó là ý kiến của nhóm tụi em. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn nhóm ba. Rồi, các nhóm khác. Các nhóm khác có thể ý kiến đi. Dạ em thuộc nhóm 6 ạ. Nhóm Em sáu. tên Cường thuộc nhóm 6 ạ. Thì em nghĩ khác với bạn về hai mức độ cuối ạ. Hai level test plan là cái theo kiểu là nó sẽ đi theo từng giai đoạn của khi mình development về chương trình luôn hả? Thì ví dụ như ở quy trình đầu tiên là lấy requirement từ khách hàng thì mình sẽ cần một cái test plan khác, và ở giai đoạn tiếp theo mình sẽ cần một cái test plan khác, và với cái phần detail đó đó là ở mỗi giai đoạn thì cái test plan nó sẽ như thế nào. Thì cái quy thức hoạt động của cái detail test plan nó sẽ hỗ trợ cho cái high level test plan cho từng quy trình một à, để quy trình đó có thể lặp đi lặp lại nếu mà requirement có thể bị thay đổi, hoặc là trong quá trình mình làm chương trình có một vấn đề gì đó được phát sinh thì test plan nó vẫn có thể được chủ động thay đổi để mà phù hợp với tình huống mà chúng ta đang phải gặp phải. Ok. Rồi, team khác. À mà thầy ơi, hồi nãy nhóm đầu của tụi em là nhóm 5 chứ hồi nhóm 3 nha thầy. Để Rồi, nhóm 5, nhóm 6. Rồi, ok. Rồi, nhóm khác. Một hai ba bốn. Nhóm bốn cho thầy ý kiến đi. Huy Chương, Chương ơi, Dạ. rồi nói đi em. Em hiểu gì cái gì thì em cứ nói cái đó, không mình không có chống điểm với dựng mấy cái này. Hiểu Muốn một cái cũng được, không cần phải giải thích hết bốn cái. em hiểu cái title test là giống như một cái gọi là chiến lược kiểm thử á thầy, làm một cái kế hoạch để tiến hành và hoạt động và kiểm thử phần mình theo quy trình xác định và kiểm soát từng hoạt động bởi bởi manager. Còn 4 bước sau em đang suy nghĩ từng cái Rồi không sao. cái Rồi gì em em hiểu. góp em góp ý kiến sao. Rồi ok. 4 5 6. Rồi ok. Thì thầy giống như thầy cũng chia sẻ với các em, mình sẽ không đào sâu vào
lý thuyết, thầy sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm thực tế của thầy, và thầy sẽ show cho em thấy một cái thực tế của một dự án. Đây là một cái kế hoạch test của một cái công ty mà cho công ty thép Nhật, và công ty là về ngành thép mà lớn số 1 của Việt Nam. Thì ở đây thầy thích. Ở đây thầy Tấn ơi, cái em tắt luôn dùng thầy nhé. Cái đây giống như là cái người lập là Trang Sen à. Rồi cái thầy dự án này thầy vai trò là quản trị dự án. Thì nó sẽ có một số cái bước à. Rồi. Đầu tiên nói về các policy test. Thì ví dụ các yêu cầu chung. Đội dự án policy test là giống như chính sách mà của từng công ty đưa ra cho công việc test, và tùy theo từng cái công ty khác nhau mà sẽ có những chính sách khác nhau. Mỗi công ty là sẽ có một cái chính sách khác quy định cho việc test của mình khác nhau. Thì ví dụ yêu cầu chung đội dự án phải bàn giao software bắt kịp đúng hạn. Đội dự án phải đảm bảo các tài liệu đầu vào cho quá trình lập test case và system test. Đúng rồi. Quy định bàn giao software bắt kịp. Khi bàn giao software bắt kịp, đội dự án phải đảm bảo bàn giao cho đội test các tài liệu sau: biên bản bàn giao source code 2 bản, một bản lưu test, một bản lưu hồ sơ dự án, ghi rõ ngày giờ bàn giao. Rồi giống như là bộ source code thì gồm gì, file backup database ghi rõ ra là gì, source code tài liệu hướng dẫn cài đặt giống như cái in ẩm. Đối với cái trường hợp giao view xen kẽ thì view không phải thay đổi về mặt cấu trúc DB ha. Nếu mà có thay đổi là phải làm cái script cho cái đội test. Nếu mà giống như nè, lưu ý là khi bàn giao đội phải ghi nhận trong biên bản là đảm bảo đã qua unit test, là có nghĩa là đội code là phải thực hiện test rồi. Đó, mọi sự khác đó là phải đảm bảo điều đó. Nếu bàn giao mà không thỏa điều kiện trên thì là phòng test sẽ không nhận build bàn giao. Và vẫn như quy định về smart test, khi nhận build nhóm test sẽ thực hiện smart test, test thử nghiệm. Nhóm test sẽ test ngẫu nhiên các form, nếu số lỗi vượt qua số lượng cho phép thì có cái xích chi tiết là để nói cái đó, thì nhóm test sẽ lập biên bản và gửi trả build lại công việc test, và giờ cho đến khi đội test bàn giao build mới, là coi như là dev mà là không phải muốn giao một cái sản phẩm gì đó mà chưa kiểm, hay là mình đã tự unit test rồi mà bên test là chịu nhận. Đó thì đó là cái quy định chính sách của công ty, tùy theo từng công ty mà sẽ có những cái quy định khác nhau. Quy định về trường hợp xảy ra trong quá trình system test, khi giao view báo cáo để đảm bảo các chức năng tạo dữ liệu cho báo cáo phải chạy tốt, thì đó là nếu không đảm bảo vân vân. Quy định về change request, quy định về các chỉ tiêu test của build, quy định về cấu trúc sụt xếp thư mục
là phải nằm trên system test và cấu trúc thư mục của dự án á, thì là nó phải nằm trong này plan, nơi lưu trữ các tài liệu liên quan về việc planning test plan ha, test case, nơi lưu trữ các tài liệu liên quan tới test case của test, và software bucket, nơi lưu trữ các source code trong quá trình test đối với các dự án bàn giao sản phẩm, ví dụ vậy ha. Là nói là vậy đó, build 1 lưu trữ đâu, tài liệu bàn giao như thế nào, các quy định về quản lý source code sau khi final, sau quá trình test source code phải lưu một bản hoàn thiện cuối cùng trên server test, mọi sự khác biệt giữa source code triển khai và lưu chứng tỏ source code đó không cuối cùng sẽ bị thay đổi. Nếu mà anh đi trước đó mà anh đi triển khai xong mà về á, mà tự nhiên nó khác á, là nếu mà quy trách nhiệm á, thì là nhóm test nè thấy không sẽ bị thay đổi, và nhóm test sẽ hoàn về lỗi xảy ra trong source code trong khi quá trình triển khai này, còn nếu mà không thay đổi là coi như nếu mà có bị ra là nhóm test sẽ chịu trách nhiệm, ví dụ vậy. Rồi chiến lược test thì tùy công ty sẽ có những cái chiến lược nó khác nhau, giống như công ty này chọn ra các chiến lược là phân sinh test, là mục tiêu của các bước test này là gì, các chức năng được mô tả trong các chức năng sẽ được test của tài liệu này, loại trừ các yêu cầu phi chức năng ha, thì nó nói là dùng kỹ thuật gì đó ha, kỹ thuật nếu nhập các tình huống dữ liệu đúng, chức năng hoạt động đúng đạt yêu cầu, nếu nhập các tình huống dữ liệu sai không có lỗi thì không đạt yêu cầu, nếu nhập các tình huống dữ liệu sai thấy không chức năng đúng không đạt yêu cầu vân vân, kỹ thuật nó sẽ ghi rõ ra điều kiện hoàn thành, tất cả các kế hoạch test đưa ra phải được thực hiện, những lưu ý đặc biệt tất cả các lỗi phát hiện đều phải tìm ra nguồn gốc lỗi, lỗi được tìm thấy phải chỉ ra mức độ nghiêm trọng của nó, mình phải xác định cái level, cái mức của lỗi là fatal hoặc là bình thường, nghiêm trọng hay là gì vân vân, và nếu có thời gian phải tìm ra cái hướng khắc phục lỗi, và test giao diện là làm cái gì cũng như vậy, regression test là gì ha, và test chu trình nghiệp vụ business cycle ví dụ vậy đó, đảm bảo vậy vân vân, thì đó là cái giống như cái giai đoạn test là họ sẽ thực hiện bốn cái này, thì ngoài ra trong cái test lên á thì là họ cũng những cái giống như là môi trường test, môi trường test cho unit test là gì họ cũng ghi rõ ra, môi trường test tích hợp giống như của cho system test là gì, máy chạm gì, máy chủ gì, hay cái sở dữ liệu gì vân vân, môi trường cho user access system test, tại khi mà các em test á, thì sau này mình sẽ nói rõ mấy cái vấn đề này, thì mình phải giả lập đúng cái môi trường của người dùng, mình sẽ có phải có một bước là bước cuối cùng đó, tại khi mà người dùng á, là họ sẽ test trên cái môi trường của họ, thì mình giả lập cái môi trường test của họ, khi mà mình test á, thì là mình sẽ đảm bảo khi mà đi ra khách hàng sẽ không có bị những cái lỗi liên quan tới môi trường. Rồi nhân lực là gặp những ai, ví dụ vậy ha, developer nè đó, đội test là gặp những ai đó, đội SQA vân vân, hệ thống công hành đó, thì các giai đoạn test được nằm trong các đây thì summary ở trong này ha, các sản phẩm bán giao đó đó, thành phân đoạn test ghi rõ trong này, thì đây là một cái test lên cho mình thấy cái điều đó. Rồi, thầy cho thấy một cái.
Như ở mức cao á là giống như là người ta chỉ ví dụ người ta quy định có một dòng như vậy thôi, giống như test cây là lập lập tài liệu là giai đoạn nào tới giai đoạn nào, nguồn nhân lực bao nhiêu đó, thì lấy ví dụ như vậy ha, đó giống như lập này rồi xong mình thực hiện các giai đoạn mà test nó như thế nào, giống như là ngày này test là nằm trong cái đây là từ ngày 18 tháng 7 tới 26 tháng 8 ví dụ vậy, báo cáo test và final ví dụ vậy à. Đó thì tùy từng công ty mà nó sẽ có những cái quy định chính sách giống như kế hoạch, cái chính sách test, chiến lược test khác nhau, và có những phần biểu mẫu cho mình làm cái về vấn đề mà planning như thế nào, thì là tùy từng công ty mà sẽ có những cái quy định như vậy. Thì để thầy show cho em một cái để các em có cái hình dung khi mà các em đi làm thực tế thì công ty nó sẽ đưa hết những cái đó cho các em, và các em sẽ cũng không cần phải mà trong đó nó sẽ có những cái hướng dẫn, và các em mình cũng không cần phải phải hiểu quá quá rõ và chi tiết, mà mình cần phải biết hiểu được những cái khái niệm nó là như thế nào, và mình được hiểu về nó. Rồi thì mình sẽ qua một cái kế tiếp. Rồi bốn cục ở dưới specification SQL thì có đi đó thì có đi và check complete, đây là bốn cái mà cái quy trình nó sẽ thực hiện, thì bốn cái thực hiện của quy trình, thì các em hiểu như thế nào về bốn cục đó?
Thưa thầy, em xin nói mình hiểu là thầy. Rồi, em tin máy. Dạ, em là team 5. Rồi. Thì theo ý của em là thì đầu tiên thì bốn bước này thì trong cái bước đầu tiên là mình sẽ là justification, là mình sẽ chỉ ra là mình đang test ở cái function nào của cái software, cái mình đang test phần nào. Để rồi ở phần 2 thì execution đó, mình mới bắt đầu viết cái test case cho cái function đó. Thì thứ ba là mình sẽ ghi nhận lại những cái kết quả mà ở phần 2 mình đã ra được, để biết rằng là nó có cái hệ thống nó có hoạt động như theo ý mình muốn không, theo kế hoạch. Còn cuối cùng thì là đó, check completion là sẽ phần nào có lỗi, phần nào hoạt động bình thường, để mình báo lại cho cả team và để coi cần phải có cần thêm test hay là có cần chỉnh sửa lại chỗ nào không, để cho nguyên team biết. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi. Tiếp khác. 1, 2, 3 chưa phát biểu nha. Dạ thưa thầy, em ở nhóm 2 ạ. Em xin bổ sung cái phần đầu tiên cho bạn là phần specification, là phần đặc tả, là phải nhận diện được những cái điều kiện cần thiết, và sau đó là sẽ thiết kế những cái test case phù hợp và xây dựng test plan ạ. Rồi, cái phần đầu tiên là em đặc tả đúng không? Là là chứ không phải nó nằm ở cái số 2 giống như bạn nói đúng không? Rồi. Dạ em cảm ơn. Rồi, team khác. Team 1, team 3. Cho thầy ý kiến đi. Đặng Phương Anh. Phương Anh. Phương Anh ơi. Rồi. Em nhóm một đó thầy, cái kiểu em chưa rõ cái phần này lắm, mà em nghĩ là cái execution thì lúc đó mình sẽ thực hiện cái test case mà mình mà cái phần một mình đặt cả thôi. Ok, nói chung hai em bổ sung ý kiến là chính xác. Rồi thì thầy sẽ nói nó thầy sẽ cũng lấy cái thực tế của dự án để cho các em dễ hình dung. Thì cái bước đầu tiên chính là cái kết quả của bước đầu tiên, mục đích là nó chính là cái test case. Thì test case nó là gì, nó như thế nào, thì thầy sẽ show ra ví dụ, show ra thực tế dự án thì là thấy một công trình xuất bản em luôn. When who is making the long way fuck, head banging the long way brick, arms banging the long way brick, we walking the long way shit. Thank you.
Lấy ví dụ nó đơn giản để cho các em dễ hình dung hơn. Rồi. Đây là một cái giai đoạn đầu tiên á, kết quả của giai đoạn này là mình phải mô tả ra được là các đặc tả được cái tình huống mà mình sẽ thực hiện test, giống như là đây là một cách test case phần hệ quản trị hệ thống. Thì trang trí ha, máy này mình không nói không về tiêu gì ha. Thì ở đây đó, mình sẽ nhìn thấy này, có nhiều cái cây ha. Ví dụ cái cây test về cái comment của menu bar ha, là load cái giao diện mà người ta thực hiện cái quản lý menu đi cho nó dễ. Thêm như thì là cái yêu cầu á, là thêm rồi đầu vào là mình nhấn nút menu bar là mô tả, nhấn nút giao diện thì cái kết quả mà mình mong muốn là gì, giao diện thực hiện ở chế độ nhập mới, enable nút lưu và thoát, tương tự vậy sửa cái menu ha, nhấn nút menu bar, nhấn nút giao diện, giao diện ở chế độ hiệu chỉnh, enable nút lưu mới và lưu cái hiệu chỉnh, thì là nhấn nút giao diện, bỏ ổng thông tin bắt buộc nhập mã tên gì đó, thông báo yêu cầu phải nhập đầy đủ, nếu mà mình bỏ tên thì yêu cầu nhập đầy đủ, cái trường hợp nhà đầy đủ mà nếu mà cái trùng mã đó thì thông báo tương ứng là tình huống không hợp lại và bỏ qua thao tác, trường hợp là dữ liệu mà hợp lại và thỏa, tình huống nhập mới lưu lại thông tin nhập mới và lưu lại index sau cùng, tình huống hiệu chỉnh thì lưu lại thông tin hiệu chỉnh. Thì sau khi lưu, nếu mà menu này có lưu thuộc tính menu gì đó ha, thì là nó sẽ mô tả cho cái tình huống, những cái cách mà phương thức mà mình sẽ thực hiện test như thế nào. Rồi, đó là cái bước đầu tiên. Sau khi mình có cái đó, bắt đầu mình mới thực hiện cái bước là khi có mình có cái đó và mình bên đội dev giao build cho mình, thì mình sẽ thực hiện cái bước kế tiếp là execute. Thì thầy cũng lấy một cái ví dụ execute cho em coi. Đây, ví dụ giống như là chỗ chi tiết danh mục ha, thì sau khi mà giống như mình làm các bước này á, thì cuối cùng đạt hay không mình ghi bên này, thì cái lỗi á, toàn bộ á, sau khi mình thực hiện các bước xong và cái lỗi có xuất hiện á, nếu mà giả sử không đạt á, thì mình sẽ ghi lên, log lên trên hệ thống là mình thực hiện cái bước recording, log tất cả các lỗi trên hệ thống, giống như hồi nãy mà cái Lan thầy cho các em xem á, là người ta ở đối với cái hệ thống này người ta lưu trên cái tool là visible. Sau này là các tool mà khi mà em các em nếu mà có OCT bên F-Shop hoặc là Fit á, thì họ dùng cái tool hơn 90% dự án là họ dùng cái tool CK, là các em sẽ đó, và khi mà em vào đó là công ty sẽ mấy vấn đề đó, thì đó là không đạt. Hoặc cái nào chưa test đó thì mình ghi rõ cái bước này nè, tôi chưa thực hiện test. Rồi, đó là sau khi có này xong. Và cái giai đoạn cuối cùng, là một cái báo cáo này.
Thì đó. Đó thì các em sẽ thấy một cái báo cáo. Thì người ta sẽ đánh giá bất dựa trên các chỉ tiêu chất lượng. Thì mỗi công ty nó sẽ có quy định một cái chỉ tiêu chất lượng khác nhau. Giống như tỷ lệ giữa các tình huống được test thực hiện test trên tổng số tình huống được đề ra. Thì ở đây là ở bên này là người ta test 96,7% các tình huống thôi. Là trong khi đó mình làm gam đề ra 100 cái nhưng người ta chỉ test có 97 cái thôi. Và tỷ lệ các tình huống mà thành công trên những cái đó là 95, cái nền dự kiến là 95 và đạt 95. Thì tùy công ty, tùy chính sách, giống như cái công ty mà có ra những cái nền khác nhau. Và giống như họ ghi cái phân loại các loại lỗi là họ xác định như vậy nè. Đó, lỗi là factor nhiều, serious nhiều, medium nhiều, committed nhiều. Thì những cái lỗi này á, là cái bảng này là kết xuất từ cái những cái lỗi mà trong quá trình thực hiện recording. Recording là lưu lại trên cái hệ thống là họ trích ra như vậy. Và tùy công ty nó họ sẽ có những quy định chính sách. Ví dụ đối với công ty này họ quy định là 95 lỗi là đạt thì họ kết luận là sản phẩm đủ tiêu chuẩn phát hành. Đó thì trong 95 lỗi này là sẽ không thể được xuất hiện cái lỗi phát tồn. Lỗi này đó thì tùy theo từng công ty và cái chính sách policy của công ty nó sẽ quy định cái tỷ lệ cách chấp nhận cái thằng này có được phép bàn giao cho khách hàng hay không. Thì đối với cái sản phẩm này thì là họ ghi nè sản phẩm đủ tiêu chuẩn phát hành, có nghĩa là với cái chỉ tiêu này là họ là đủ là để bàn giao cho khách hàng. Đó là thầy lấy ví dụ bốn ví dụ thực tế của một dự án bốn bước kể trên cho các em xem. Rồi chắc mình điểm danh chút xíu nha các em. Nguyễn Minh Duy. Dạ có. Nguyễn Phạm Hoàng Ân. Nguyễn Phạm Hoàng Ân. Rồi vắng. Nguyễn Tâm Đắc. Nguyễn Tâm Đắc. Sao thấy có em đây thầy ơi, em vừa cái em phải đi lấy cái mic mới nói được. Rồi thì không kia chat vô. Nguyễn Tâm Đắc. Đỗ Hoàng Vũ. Có em rồi. Nguyễn Minh Anh. Dạ có thầy ạ. Mai Hữu Tài. Dạ có em thầy. Trần Thanh Hiệp. Dạ có em thầy. Võ Tấn Khanh. Dạ có ạ. Vũ Nguyễn Huy Chương. Dạ có. Nguyễn Thế Anh. Dạ có. Lê Xuân Đại. Dạ có. Nguyễn Nhật Huy. Dạ có rồi. Bùi Ngọc Huy. Dạ có thầy ơi. Nguyễn Việt Thắng. Dạ có thầy ơi. Lương Thế Vĩ. Dạ có thầy. Trương Thành Nhân. Dạ có thầy. Vũ Đăng Khoa. Ghi như là Vũ Đăng Khoa. Dạ có. Rồi. Lê Minh Thuận. Dạ có. Đặng Phương Anh. Dạ có. Vũ Mạnh Cường. Dạ có. Nguyễn Gia Huy. Dạ có. Hoàng Minh Trung, Huỳnh Minh Trung. Dạ có. Đặng Quốc Tuấn. Dạ có. Nguyễn Phước Tùng. Dạ có. Vũ Văn Mạnh. Dạ có. Nguyễn Hoàng Thái. Dạ có. Lê Thành Đạt. Dạ có. Nguyễn Đình Khang. Dạ có. Nguyễn Thọ Nguyên.
Dạ có. Vũ Thị Ngọc Mai. Dạ có. Phạm Trần Duy Tệ. Dạ có em. Lê Cảnh Hoàng Thành. Dạ có. Rồi. Bạn Nguyễn Phạm Phạm Hoàng Ân có không? Rồi dễ vắng. Rồi mình sẽ nói về cái mục thứ hai, tâm lý trong việc test. Những cái còn lại cứ em đọc tài liệu nha. Rồi. Cái này mình giống như ôn bài thôi, như tại sao test, xây dựng sự tự tin rồi tự hào phần mềm thì đúng đó, mô tả kia tìm lỗi giảm chi phí rồi đưa ra đúng yêu cầu của khách hàng rồi thừa nhận cái chất lượng phần mềm ha, là những cái mà mình ôn lại kiến thức thôi, thì mình không cần phải kia. Rồi mình sẽ vô một cái hình. Rồi các team cho thầy hiểu các team hiểu cái hình này là như thế nào. Cho thầy và các chia sẻ cho thầy và các bạn ý kiến của mình. Dạ thầy, em ở nhóm 2, em xin phép được nói ạ. Dạ, ok. Dạ thưa thầy, là theo em hiểu thì ở trong hình này, ở cái trục đứng là chất lượng kiểm thử, còn ở trục ngang là chất lượng của phần mềm. Nếu như chất lượng kiểm thử càng cao mà phát hiện ra nhiều lỗi thì tức nghĩa là chất lượng phần mềm nó thấp. Còn nếu như chất lượng kiểm thử cao mà ít lỗi, thì phát hiện ra ít lỗi thì chứng tỏ là chất lượng phần mềm cao. Còn nếu như mà trong cái trường hợp mà mình nghĩ là mình chất lượng kiểm thử cao và chất lượng phần mềm cũng cao, bởi vì mình phát hiện ra nhiều lỗi, bởi vì mình phát hiện ra ít lỗi, nhưng thực ra là mình phát hiện ra ít lỗi bởi vì có thể là trong thực tế mình phát hiện ra ít lỗi bởi vì chất lượng kiểm thử chưa tốt và chất lượng phần mềm cũng chưa tốt. Dạ. Rồi, cảm ơn ý kiến của team. Rồi, các team khác.
À, em thì em ở nhóm 5 thì nghe một phần của bạn Mai thì em đồng ý với phần lớn những gì bạn nói. Ngoài ra em muốn bổ sung thêm là trong cái hình này thì cái phần mà cái phần mà Field Force đã chiếm diện tích khá là lớn trong cái sơ đồ, trong khi cái Manifold thì nó chỉ có một cái góc nhỏ thôi. Thật sự thì nó nhìn góc nhỏ đó thì nó ở trong cái trường hợp gọi là gì ta, software quality thấp nhưng test quality cao, thì nói một cách khác thì chúng ta còn cần phải, ngoài vì là chúng ta phải đừng nên tự tin quá về khả năng của mình, thì cũng phải nâng cao năng lực của chúng ta để có thể tìm qua được nhiều lỗi, thì tìm được nhiều lỗi thì sẽ xử lý được nhiều vấn đề ấy thầy. Thì đó là cái ý kiến thêm của em. Rồi, cảm ơn em. Còn team nào khác không? Thì chắc thầy giống như cái chỗ mà cái manifold á thì cái đó không bàn ha, tại nó có mình nó à. Thì có nghĩa là chất lượng thấp nhưng mà chất lượng test cao thì cái đó mình không bàn. Rồi cái trong thực tế nó như vậy là khi mà với vai trò thầy là giám đốc dự án á, của các dự án mà liên quan tới mảng doanh nghiệp, thì khi mà đưa một cái dự án mà tại bất cứ cái sản phẩm nào mà khi mà bàn giao cho khách hàng á, đều phải có sự approval của thầy thì mới được bàn giao. Thì khi mà thầy nhìn á, thầy thấy là những cái mà dạng giống như à, thầy sẽ phán đoán tình hình, thấy cái thấy phần mềm á, mà lỗi thấp, thầy mới bắt đầu là mới là xem trong cái đội hình đó đang làm phần mềm nào và đội hình đó như thế nào. Ví dụ là đang làm cái phần mềm về kế toán, ví dụ vậy, okay, mà trong cái đội hình toàn là những cái chiếu mới không, là coi như chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực kế toán. Rồi là tự nhiên là mình thấy có vấn đề gì, vấn đề trong chẩm. Tại thường khi mà không chuyên về lĩnh vực đó là tự nhiên là sẽ không thể nào ít lỗi vậy. Và cơ sở xác định cái lỗi nào nó phù hợp á, dựa trên data của công ty. Mỗi công ty á, là đều có một cái tập data, khi tập data hết là đối với dự án đó thì cái lỗi bao nhiêu là đủ là đạt chuẩn. Thì người ta tập hợp cái đó là do quá trình recording hồi nãy mà mình thấy đó, họ lưu lại. Và đối với những công ty càng về lâu dài á, giống như càng lớn và làm nhiều dự án, thì là cái tập đó càng lúc là nó càng chính xác và nó tiệm cận vào đó. Thì mình mới thấy là ủa sao cái này mà không nằm trong tiệm cận đó, là phải đặt vấn đề và phân tích cái những nguyên nhân đó. Vậy đó, bó đối đó đó, thì thầy thấy tại ai á, ai cũng bao giờ cũng nghĩ á, là mình nằm ở cái góc phải trên, đội dáng nào cũng sẽ nghĩ là góc phải trên á, nhưng mà thực có thể là mình sẽ đang nằm ở góc dưới kìa. Đó là tùy theo nhìn phá đáng và bắt kêu đội đem mình đang lúc đó thầy cần á, là giống như là phải có một người test kiểm tra lại, giống như validate lại những cái công việc của người này có đúng hay không, hay do độ test là dở quá không có test ra được thấy cái đó, thì lúc đó là mình mới biết nhìn mới ra phán đoán là nó nằm, nếu mà nằm ở dưới nó bắt buộc phải là test lại hết toàn bộ cái mọi vấn đề. Rồi thì mình sẽ đi qua một cái tiếp cận có hai phương thức tiếp cận. Thì đầu tiên mình tiếp cận về truyền thông, thì mọi người cho thầy ý kiến về các phương thức này, cách tiếp cận này.
Thầy ơi. Rồi. Xin trả lời. Em rồi. Nghĩ là cái cách mang tiếp cận máy em, thì máy. Dạ, tiếp một à. Rồi, ok. Dạ, em nghĩ là cách tiếp cận mà truyền thống thì là mình sẽ test sau khi cái quá trình mình có nghĩa là mình viết code mình phát triển xong rồi mình test nó. Tức là giai đoạn code xong rồi mình test, mình mới bắt đầu test và test toàn bộ hệ thống luôn. Ừ. Có thì... xong rồi test toàn bộ hệ thống. Dạ. Dạ. Thì em nghĩ như vậy. À, ok. Rồi, team khác cho thể kiến. Dạ, em là team 6 à. Em cùng team 6 à. Thì em nghĩ về cái test truyền thống này á, nó giống như cái lối mòn của suy nghĩ của chúng ta vậy á. Chỉ cần chúng ta biết rằng là chúng ta test làm sao cho cái chương trình nó vẫn hoạt động được và mọi thứ nó vẫn hoạt động ok là được. Ừ. Mọi thứ nó vẫn hoạt động trơn tru nhưng chắc chắn những sẽ còn có lỗi bên trong á. Yeah. Kiểu mình chỉ cần làm những thứ mà những cái function nào mình cần làm, còn những cái function còn lại nó có, cho dù nó có quan trọng nhưng mà nó không nằm trong cái flow của chương trình thì sẽ không cần phải test tới nó, thì chắc chắn những sản sẽ còn có lỗi bên trong đó. Yeah. Một cái điểm trừ. Rồi. Thì bạn Cường, thầy thích trong câu bạn nói là lối mòn á, thì bây giờ cũng vậy, là khi mà bên test á, bên code cái, bây giờ cũng vậy, các em khi code á, là các em code xong á, code á, là những cái trường hợp nào mà đúng mà nó chạy qua quy trình là các em đã sẽ, hầu như là phải xử lý. Thì cái các em thấy là giống như là những cái đó là cái chuyện, tại khi mà em code là bản thân người cái những cái vấn đề đó là người dev là họ đã thực hiện test luôn rồi, tại họ code nó phải đúng rồi họ mới đi qua được, họ phải chạy cái code xong rồi họ kiểm tra là họ kiểm tra các bước thì nó đúng rồi, thì họ đã nhập dữ liệu đúng vô để cho nó đi qua từng bước một, thì họ đã làm cái công việc đó. Và thường là bao giờ cũng vậy hết, thì đúng làm em mình làm cái đó thì nó mới có dữ liệu để nó chạy đi các vấn đề khác. Thì bản thân cái người lập trình á, họ cũng đã làm đó, và đó là những cái lối mòn. Nên khi mà cái test mà mình làm cho cái hệ thống hoạt động á, thì là nó sẽ dễ, và những cái test cây đó nó dễ tại nhìn thấy được. Còn những cái mà không nhìn thấy được nó mới khó, thì nó người ta mới là có cách. Bây giờ mà mình làm thành công, bây giờ mình cũng nhìn những con đường người ta đi. Khi người ta đi, người ta mình thấy á, thì đó là nó dễ. Rồi, thì nhưng mà bây giờ là nên chính vậy á, nó sẽ có một cái cách tiếp cận thứ hai. Thì các em xem cách tiếp cận thứ hai. Rồi.
Rồi, các em cho thầy ý kiến đi. Thưa thầy, em là Cường của nhóm 6 rồi. Thế rồi. Thì ý kiến của em về cái cách test, rồi cái góc nhìn test tốt hơn của cái này đó là mình, cái mục tiêu của mình là chỉ cần đi tìm cái lỗi. Mục tiêu của mình là đi tìm lỗi trong còn tồn tại trong chương trình, thì cách thực hiện nhanh nhất đó là làm sao làm cho cái hệ thống của chúng ta bị thất bại. Thì cái test case này được đưa ra là chỉ nhằm mục đích đó là tìm ra càng nhiều lỗi càng tốt, nhưng em nghĩ rằng là nó sẽ làm đi cho chương trình chúng ta ít lỗi hơn. Nhưng cái đó là cái ưu điểm, nhưng cái nhược điểm của cái cách test case này thì nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn và tốn nhiều tài nguyên của chúng ta hơn. Thì khi mà chúng ta tới hạn nộp chương trình rồi, đôi khi chúng ta cũng sẽ không thể hoàn thành được cái test case này. Dạ, cảm ơn em. À, team khác cho thầy ý kiến. Em thưa thầy, em ở nhóm 2 ạ. Dạ, với ý kiến của bạn hồi nãy thì em không đồng ý với bạn chuyện nó tốn thời gian lắm. Thì em nghĩ là ở cái test truyền thống thì nó đi theo chiều xuôi, còn ở cái phương pháp này thì nó đi theo chiều ngược lại, tức là nó sẽ dùng cái mặt đối lập để giải quyết vấn đề. Thì giống như ở trên slide có ghi đó là nó sẽ thực thi những cái mà nó không nên có, và cái sự thành công của cái test nó sẽ được xác định là cái nó sẽ không thực hiện được cái phần mà nó thực thi đó. Tại vì những cái phần thực thi đó là nó vốn dĩ không nên có. Dạ. Dạ thì nó ngược với phần truyền thống mà. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Thì cái cách test thứ hai là giống như là cái cách test mà theo trải nghiệm của người dùng. Là khi mà giống như khách hàng khi mà làm cái gì cũng vậy, người ta các em sẽ thấy một cái cảnh là tiếng tốt thì không có đồn xa đâu, nhưng mà tiếng xấu thì nó là lan xa. Thì họ sẽ khi mà làm phần mềm vậy, giống như họ nhập chân chung họ không nói đâu, nhưng mà tới khi mà họ nhập ra cái lỗi là rồi họ chưa biết cái nguyên nhân như thế nào là họ la tùm lum hết rồi. Có nhiều cái trường hợp là họ mail tùm lum hết, cực kỳ căng thẳng. Thì về mặt cái nguyên tắc á, là moi lỗi của người khác á, nó sẽ khó hơn và tìm cách mà làm cho nó nhập dữ liệu cho nó đúng. Tại vì cái đúng á, là sẽ có cái hướng dẫn, giống như là lối mòn, ai cũng sẽ làm cái điều đó. Thì nên khi mà nhưng mà về mặt giống như hồi nãy thầy nói là cái lỗi xảy ra thì nó làm cho khách hàng nó sẽ không tự tin về mình, nên mình sẽ tìm ra cách mà những cái lỗi thì bây giờ nó cũng cái anh ơi, cái em có nói gì hả? Rồi cái lỗi bây giờ là tìm cái lỗi thì bây giờ nó cũng khó. Thì thường về lúc mà khi mà trên thực tế làm á, thì mình sẽ áp dụng cả hai phương pháp chứ không một phương pháp nào hết. Tại phương pháp nào nó cũng có cái điểm mạnh và điểm yếu.
Rồi thì bây giờ mình sẽ qua các nên chính vậy khi mà cái phần mà lỗi á, thì mà lỗi á, nên chính vậy á, là bên đội dev với đội test ghét nhau lắm rồi, cái chỗ này cứ mỗi cái lỗi của tôi á, là vậy. Thì mình mới có cái một cái giống như là cách test là nghịch lý của việc test ha, là cách test tốt nhất và xây dựng tự tin phần mềm. Tại cái này là đang nói về giống như hồi nãy thầy nói trải nghiệm khách hàng. Đúng họ không có nói gì đâu, nhưng mà sai á là coi như là họ sẽ làm gùm beng lên và họ phán định á, là coi như là to là phần mềm không đạt yêu cầu. Đó thì là mục đích của mình vậy á, là để làm cho những cái sai để khi mà ra khách hàng là không thấy được những cái điều đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái khác, cái một cái số khác. Thì là gì đó, thì em cứ bên em mình cứ đọc tài liệu ha. Thì bây giờ các quyền của tester được quyền gì? Các em các team thì mỗi team cho thầy một cái ý kiến là coi như các em là tâm đắc nhất là trong cái câu nào, một câu thôi, và các em giải thích lý giải thích cái câu đó cho các thầy và các bạn được tham khảo. Gì? Từ xong á. Thank you.
Rồi, ai có ý kiến gì thì cho thầy ý kiến. Cái này là mỗi team là cho thầy một câu nha. Rồi, ai phát biểu? Thế nào phát biểu? Em nhầm ba. Rồi, thì em nghĩ là mình phải make prediction about okay, future. Chọn câu nào? Câu predict bởi cái future phone level ấy này. Future 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 8 đúng không? Câu số 7 à, câu số 7 à? Ủa, câu số 8 rồi. À, câu, à, đúng rồi, câu số 8 ạ. Rồi, hồi nãy em nói là nhấn máy quên mất rồi. Rồi, nhấn 3. Rồi, ok. Rồi. Sao? Thì em nghĩ là khi mà hoàn thành một sản phẩm thì mình cũng phải là tính toán những cái phone mà nó có thể xảy ra ở trong tương lai để từ đó là mình có thể handle ngay bây giờ. Thì khi mà handle được ngay bây giờ thì có thể là mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí, cũng như là mình có thể define nó bây giờ thì mình có thể là đưa ra các solution nếu mà nó có thể sẽ xuất hiện trong tương lai. Thì lúc đó thì sẽ làm sản phẩm của mình làm nó hoàn thiện hơn, với lại là lúc mà đưa sản phẩm đến với người dùng thì các lỗi mà nó sẽ phát sinh sau này thì nó sẽ ít đi, là quá trình maintain của mình là sao nó sẽ được gọi là tinh gọn lại. Rồi, cảm ơn em. Rồi, team khác. Em chờ huy chương rồi, nhóm 4 rồi. Chờ nhóm 4. Em chọn ý kiến cuối cùng rồi, số 8 rồi. Improve your auditing process. Số 9, nó là số 9. Số 9. Rồi. Là tại vì là team 4 đúng không? Dạ, tại vì theo em hiểu là câu cuối là nó bao quát hết tất cả các kỹ năng trên, là một tutor giỏi thì phải luôn luôn trau dồi kỹ năng của mình bằng qua việc thực hành nhiều, và tutor phải đảm và phải tutor phải giữ vai trò là hiểu về các tiến trình code và sản phẩm, tiến trình code để tìm hiểu ra các lỗi và khai báo lỗi, phát hiện lỗi kỹ lưỡng để phát hiện lỗi kỹ lưỡng và sớm để cho giảm chi phí cho việc sửa chữa. Kiểu là nó nói chung là không có câu, nó không có bao hàm cái câu trên đâu nha, chứ không là người ta bỏ hết, người ta để câu cuối cùng rồi đó. Rồi tiếp đi, team khác. Ba bốn một cộng một hai năm sáu cho thầy ý kiến. Dạ, em trả lời cho nhóm 5. Rồi, nhóm 5. Thì em chọn là câu challenge specifications and test plan có ý thứ 6 thật. Rồi, nhóm 5. Thì là em hiểu thì câu đó nghĩa là mình luôn muốn cho sản phẩm của mình luôn là đạt chất lượng tốt nhất đến tay khách hàng. Thì đối với những cái test plan và những cái yêu cầu mình đã có thì ngoài ra thì mình cũng nên có những cái, những tạo những cái test plan để thách thức, giống kiểu là mình kiểm tra phần mềm đến hết mức giới hạn của nó để cho sản phẩm đạt được chất lượng tốt nhất. Để khi đến tay khách hàng thì sẽ tạo ra sự uy tín, độ uy tín cho công ty. Rồi, ok. Thế ý này là nhiều bạn test muốn giữ mình lắm nè. Rồi, cảm ơn em. Dạ, nhóm 1. Rồi, nói. Em nghĩ là cái em nói ý đầu, em nghĩ là tester thì kiểu như phải rõ ràng những thông tin về cái quá trình mình đang làm, những cái thay đổi của từng cái testing, từng cái test case. Ví dụ như
ý là trường hợp này nó có thay đổi thì mình phải mình cập nhật lại để mình report cho cái bên khách hàng của mình. Thì có phải hỏi rõ ràng và để cho những các thành viên khác theo dõi. Thưa thầy, em tới từ nhóm 6, em đại diện nhóm 6 rồi. Rồi. Thì em sẽ chọn câu đầu tiên ạ. Rồi, câu đầu tiên em hiểu như thế nào? Nhiều nhóm chọn cùng một câu không sao hết. Rồi. Cái mục tiêu em chọn câu đầu tiên đó là giảm cái mức độ lỗi về cái requirement ngay từ những giai đoạn ban đầu luôn ạ. Khi mình xác định được những cái thông tin về quy trình và có thể thay đổi được nó thì chúng ta cũng có thể xác định được những thông tin về requirement mà khách hàng giao cho, thì để tránh ra những cái lỗi requirement ngay từ ban đầu nếu mà có phát sinh ngay tại thời điểm đó, giảm đi tài nguyên và công sức sẽ phải bỏ ra để mà thực hiện những sửa đổi về những cái requirement đó hoặc là sửa đổi về specification sau này. Rồi, cái thầy, ý kiến thầy. Nó đúng hơn là do lười đó thầy. Rồi, đúng rồi này. Rồi. Ê, còn cái nhóm cuối cùng, nhóm số 2 đâu? Nhóm số 2 ơi. Dạ thưa thầy, em xin nói nhóm số 2. Em xin nói ý số 2 ạ. Là thì tester cần phải đào sâu bên dev để có thể có nắm được những cái thông tin chi tiết và những cái mảng của cái phần mềm, thì nắm rõ những cái điều đó thì mới có thể đưa ra những cái thiết kế phù hợp. Yeah, ok. Dạ. Đó là lý do tại sao bên dev là nam mà bên bên test là nữ thì nó sẽ phù hợp, nó sẽ cảm nó sẽ ít mà gây lộn với nhau. Rồi thì thầy giải thích thì hồi nãy cái ý kiến câu số 1 của ý kiến của bạn số 6 là đúng, rất đúng, là team số 6 là rất đúng, là giống như là nhiều cái mà giống như là giống như bên cái giống như yêu cầu thay đổi hoặc là những cái gì thay đổi á, mà bên dev giấu không, bên đội sản xuất bên dev giấu không nói cho bên test, để test tốn thời gian đi làm những cái chuyện mà giống như là đang đi kiểm tra cái phần sai, thì cái đó thực sự là rất là vô ích, tốn thời gian của test, trong khi đó mọi người đều biết là test là thời gian có hạn. Mình thấy rõ ràng mình phải áp dụng nguyên tắc là 8-2 chứ test đâu có bao giờ test được hết các trường hợp. Thì nếu mà tôi biết cái đó là có thay đổi thì thôi tôi đừng có test đó, tôi tập trung người sụp tôi test cái chuyện khác. Nó hay hơn là tôi tự nhiên tôi bỏ công sức ra test rồi xong sau đó thay đổi rồi tôi lại phải thực hiện test nữa. Rồi cuối cùng cái sản phẩm đưa test thì không đủ thời gian để cuối cùng cái sản phẩm nó mà trong khi đó tiến độ là bị hối thì mình sẽ không có tốt. Cái thứ hai thì lý do mà tại sao như vậy thì thường á là giống như là khi mà làm á, giống như là khi mà bạn tester á, dạng giống như là khi mà đi qua bên chỗ team dev á, giống như team dev đang ngồi bàn là nói à cái chỗ đó là mình phải code cứng hoặc là code cái này code cái này ra, thì bên test á là đi ngang qua nghe, nhìn thấy nghe cái là à tôi thấy nó anh đang làm vậy đúng không, thì tôi về là tôi test cái vấn đề đó. Thì cái đó là nó cái chuyện mà giống như là không chính thức. Còn chính thức á, là khi mà test review bên dev á, review code hay review thiết kế gì á, là về thì mình được quyền yêu cầu là giống như là cho tôi tham gia vô cái đó để tôi hiểu rõ cái quy trình để cách thức các bạn làm để tôi có thể là viết test cây hoặc là gì nó sẽ chính xác hơn. Đó là insight vô trong cái vùng của phần mềm.
đó thì cái gì vậy thì dạng giống như là thường á, nên chính vậy là bên dev mà nhìn thấy test là sợ, ai bắt lỗi mình là mình cũng cảm thấy sợ thôi. Đó thì là giải thích cho cái số 2. Nhưng mà nếu mà mình hiểu rõ những cái vấn đề trong phần mềm cách vận hành nó như thế nào thì mình sẽ làm tốt hơn cho cái việc viết test case của mình. Rồi, giống như là ý số 5 là giống như là nhiều cái công test là nó sẽ đưa ra cái vùng là giống như an toàn, giống như là mình đưa ra như tại khi mà test bot test case là công việc test của tôi xong thì đưa ra những cái vùng an toàn, thì sẽ đưa ra những cái test dễ, giống như là dùng cái cách test truyền thống vậy đó, và cứ việc đúng rồi xong thì cuối cùng là test vì tiến độ hay là vì gì đó thì họ làm những cái việc như vậy, thì cuối cùng là thì mọi người cũng đã thấy rồi, cách đó nó sẽ là nó sẽ lọc lỗi rất nhiều trong cái kia. Còn thầy nói thêm một cái ý nữa là dự ý số 9 thì nó rõ ràng quá thì thầy không nói. Còn cái ý số 8 á, là giống ý mà cái mà ý số 8 á, là giống như hồi nãy thầy cũng có nói là giống như khi mà mình là chuyên gia trong cái việc test là mình đã dự đoán được là cái người tester đó, nếu mà có nghiệp vụ đó, người ta đã dự đoán được là cái này là lỗi xuất hiện ở quy trình A, tương lai là lỗi xuất là khi mà đưa vào và tôi biết vậy là cứ nhào vụ test cái đó đi là coi như thế nào cũng lòi ra một đống thôi đó, ví dụ như vậy thì mình sẽ dự đoán, thì chính cái dự đoán của mình sẽ làm cho mình focus được vô từng vùng vấn đề và mình sẽ làm tốt được cái công việc của mình. Rồi thì mình sẽ sang một cái like cuối và những cái khác là các em coi, thì cái like cuối thì các em cũng cho thầy ý kiến trách nhiệm của người test. Đang học củng cố tí xíu. Ai có ý kiến gì thì nói luôn đi. Cho em nói luôn. Thì một cái tên thì phải có trách nhiệm là cũng là phải follow theo những cái kế hoạch của cái test và cái script và báo cáo lỗi thì một cách khách quan và trung thực, và kiểm tra những cái lỗi đó có chính xác hay không thì trước khi mình báo cáo lại cái lỗi đó, và ghi nhớ được những cái phần mềm và rồi mềm mà bạn mà chủ mình đang test đó, với lại là đánh giá cái lỗi đó một cách khách quan nhất, rồi chiều đến đó rồi em chọn ý số 1 đúng không? Rồi em tin mấy thôi? Thì em tin 4 thôi. Rồi ok, còn ai khác nữa không? Dạ em chọn cái cuối thôi. Dạ em tin 2. Được rồi, em được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Hay là
Rồi tester có trách nhiệm là báo cáo đúng sự thật, là ví dụ như cái test case đó mình cái trường hợp đó mình test là đúng thì mình cứ nói mình báo về đúng, còn sai thì mình nói về sao, mình không để sai thì sau này nó phát sinh lỗi. Rồi ok, nói chung phải thật thà, phải đúng. Rồi ok, còn cái ý nào khác không? Dạ thưa thầy, em xin phép nói ý thứ năm ạ. Rồi, nói sẽ ý thứ năm. Dạ là tester thì phải đánh giá hay là thẩm định những cái rủi ro một cách khách quan nhất, không để không cá nhân hóa công việc của mình, và phải đánh giá những cái rủi ro dựa trên nhiều khía cạnh và tham khảo ý kiến của khách hàng, của bên dev hay là của những bộ phận test khác. Dạ, em cảm ơn. Rồi, Mai có muốn sau này làm tester không? Dạ, em đang tìm hiểu rồi thầy. Rồi, thấy có tố chất rồi đó. Rồi, ok. Thì câu số 1, cái đầu với cái cuối thì là mình dễ hiểu quá. Thì cái câu mà giống như hồi nãy đó là giống như là một trong những cái phẩm chất của cái người tester của mình là phải là khách quan, chứ mình không có để mà tình cảm cá nhân hoặc là cái gì mà nó tác động vô cái việc nhận định của mình. Như tự nhiên giống như thấy kia là bạn trai mình ở bên kia, cái không có báo lỗi tại giống như dev, nếu mà để tỷ lệ mà lỗi lọt qua bên cho test là bao nhiêu là sẽ bị đánh giá thấp, ví dụ như vậy. Nhiều cái giống như rủi ro hoặc là gì mình sẽ phải một cách khách quan. Rồi thì chắc mình các em còn hỏi gì nữa không? Nữa không? Cái thắc mắc gì? Rồi vậy nếu mà không thì chắc mình cũng kết thúc slot hôm nay nha. Các em cũng sửa soạn, bạn nào mà lost vốn là sửa soạn.